Dạ, một em như chưa xài vậy ha. Dạ, hộp cứng, hộp giấy, rồi bao da đựng viết, catalog đầy đủ. Louis thì nói chung là tiếng Anh, em mù tịt ha. Dạ, đây mấy bác coi nước xì của em nữa ha, tay em nó ra mồ hôi, thử ra là cứ đụng vô là nó ấy thôi, nhưng mà mấy bác coi nè, coi nước xì ha, đẹp long lanh nha. Coi em viết, dạ viết tốt nha mấy bác, coi như là giống như là chưa xài vậy. Dạ, rất êm mà rất nhẹ, rất là đều, mực rất đẹp. Rồi em cảm ơn mấy bác. Viết thì là em cũng chỉ có bao theo test thôi nha, em ghi em test mà thấy nó ghi được viết được thì em ghi là nó viết được và em sẽ quay clip test cho mấy bác, chứ em không bảo hành bảo tỏi gì đâu. Giờ về mà thí dụ vậy lỡ tay mà rớt xuống hoặc là như thế nào đó, hoặc là nói thật chứ nhiều khi nhỡ tay mà rớt xuống mà nó hư đi chăng nữa em cũng bó tay, mà về kêu với Linh ơi viết không được thì em thua nha. Dạ đây em cứ test cho nó rõ ràng ra là như vậy, em viết tay trái ha, nói chung cứ quẹt quẹt vậy đi, nó ra mực đẹp là ok. Em cảm ơn mấy bác.